Sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi. Mỗi dịp gặp gỡ, Tổng bí thư luôn ân cần động viên, nhắc nhở, gửi gắm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đến những chủ nhân tương lai nước nhà. Sau đây là những lời căn dặn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với thanh niên, trích từ phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Việt Nam hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng. Thực hiện năm tiên phong 1. Tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng. 2. Tiên phong trong học tập rèn luyện. 3. Tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo. 4. Tiên phong tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong những việc khó, việc mới, sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng. 5. Tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ, hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời bác kính yêu căn dặn. Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên.